Dạ vâng, em là xin kính chào quý cô chú anh chị các bạn, mình đã quay trở lại với kênh của Hải trong buổi tối ngày hôm nay, buổi tối ngày 5 tháng 8 năm 2024. Và hiện tại thì em Hải đang có mặt tại Hà Nội, quý cô chú anh chị các bạn mình. Thì hiện tại mình đang đi trên đường Nguyễn Công Hoan. Thì ngày hôm nay thì em Hải có một chút việc ra Hà Nội, thì nhân dịp buổi tối ngày nay thì Hải sẽ quay về cái cảnh cuộc sống về đêm của Hà Nội như thế nào gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn. Dạ thì Hà Nội thì buổi chiều nay thì có một trận mưa tương đối là lớn, nên bây giờ nhiệt độ tương đối khá là mát mẻ, phù hợp cho quý cô chú anh chị mình đi dạo đêm. Dạ thì trong quá trình đi dạo đêm thì em Hải sẽ cập nhật một số tin tức gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn mình về tỷ giá ngoại tệ và giá vàng và một số tin này nhá. Thì phía bên này là trường tiểu học Ngọc Khánh, quý cô chú anh chị bạn mình. Đây thì mọi người thấy Hà Nội nói chung thì tại khu vực này thì nó cũng không được nhộn nhịp giống như phố cổ và phố đi bộ Hồ Gươm đâu. Trong khu vực này mình đi ra đường chính, bên kia là cái tòa nhà Lotte mọi người, cái tòa nhà khá lớn, như là cao nhất ở Hà Nội. Bây giờ mình đi dạo ra đường chính. Dạ vâng, thì ngày hôm nay thì em Hải có một cái thông tin mọi người, đó là Lợi có một cái bài thông tin trên báo Người Lao Động có chia sẻ như sau, đó là lợi dụng sư Thích Minh Tuệ, một người phụ nữ đã chiếm đoạt 250 triệu đồng của nữ Việt kiều. Thì em Hải muốn gửi tới quý cô chú anh chị để mọi người có thể cảnh giác nhá, tránh những cái trường hợp mà giống như cô Việt kiều Úc này vừa bị lừa đảo chiếm đoạt xong. Dạ vâng, thì cụ thể như sau, đó là ngày 24 tháng 7 năm 2024, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt giữ bà Lê Thị Hồng Vui, 37 tuổi, ở Nghệ An về điều tra về hành vi lợi dụng hình ảnh của sư Thích Minh Tuệ. Có sư Thích Minh Tuệ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ở cách đây khoảng 9 ngày, nữ Việt kiều tên H, 54 tuổi, sống tại Australia, có đến Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Gia Lai trình báo bà Lê Thị Hồng Vui lừa đảo chiếm đoạt tài sản 250 triệu đồng. Thì bà H cho biết là từ tháng 5 năm 2024, ông Lê Anh Tú, 43 tuổi, người được có tên gọi khác nên là gọi là sư Thích Minh Tuệ đây quý cô chú anh chị mình, có đi bộ hành khất từ Bắc vào Nam, được mến mộ của sư, được do mến mộ sư Thích Minh Tuệ nên bà H đã về nước đón và gặp tham gia đi bộ hành khất thực trong 3 ngày. Sau đấy mà lại quay trở về lại Australia. Trong quá trình đi bộ, bà H đã quen với bà Vui và sau đó cả hai thường xuyên trò chuyện tình sức khỏe, việc tu tập của sư Thích Minh Tuệ từ ngày 10 tháng 6 đến đầu tháng 7 năm 2024. Bà Vui nhiều lần trao đổi với bà H về việc cần tiền để khám chữa bệnh, mua đồ dùng cá nhân và sửa nhà, mua đồ dùng gia đình cho cha mẹ sư Thích Minh Tuệ. Do ái mộ sư Thích Minh Tuệ và tin tưởng, bà H đã 9 lần chuyển khoản cho bà Vui tổng số tiền là 250 triệu đồng. Đến ngày 12 tháng 7, do nghi ngờ mình bị lừa nên bà H đã về Việt Nam tìm bà Vui để làm rõ nhưng đã bị chặn liên lạc. Sau đó bà H tìm đến gặp sư Thích Minh Tuệ và gia đình tại Gia Lai thì mới biết số tiền của mình gửi về cho bà Vui đã chiếm đoạt. Sau đấy bà H đã tới trình báo công an. Ngay sau khi nhận được tin, Phòng An ninh Điều tra đã xác minh bắt giữ bà Vui khi đang lẩn trốn tại Nghệ An và di lý về Gia Lai. Tại cơ quan công an, bà Vui đã khai nhận mình nhận số tiền lo cho sư Thích Minh Tuệ thì bà H không nghi ngờ gì nữa nên nhiều lần báo chuyển tiền, lấy tiền tiêu xài cá nhân. À vâng, thì đây là một cái thông tin mà em Hải gửi tới quý cô chú anh chị các bạn mình nha. Đây là một Việt kiều Australia, vì có tin tưởng người khác nên đã gửi tiền về
để lo cho sư Thích Minh Tuệ và gia đình. Nhưng mà mọi người cũng có thể biết rồi, riêng sư Thích Minh Tuệ là không bao giờ nhận tiền. Sư chỉ có nhận đồ ăn thôi, và đồ ăn chay. Một ngày thì sư chỉ đi khất thực có một lần, thì quý cô chú anh chị mình cũng biết rất là nhiều rồi, nên mọi người nên cảnh giác nhé với những cái thông tin lừa đảo như vậy. Hiện tại thì em Hải đang có mặt tại đường Công Hoan này. Bây giờ mình sẽ lên trên này mọi người. Thế mình sẽ lên trên cầu Bộ Hành. Ok, bây giờ mình Hải sẽ lên đây và sau đấy mình sẽ cập nhật về giá vàng và giá USD của thị trường tự do gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn mình nhé. Ở trên đây mình có thể được ngắm xe cộ đi lại. Rồi, hiện tại thì mình đang có mặt tại đường Nguyễn Chí Thanh nha quý cô chú anh chị các bạn mình. Ở bên dưới kia là đường Trần Duy Hưng, một con đường mà khá nổi tiếng tại Hà Nội mình. Đây, này là cầu Bộ Hành, mọi người thấy là cầu to đường rất là lớn. Thì Hải cũng mong là một ngày gần nhất thì tại khu vực phố đi bộ qua khu vực công viên Bến Bạch Đằng và sẽ có những cái cây cầu như thế này để phục vụ đi lại. Đây, quý cô chú anh chị mình có thể nhìn này, phía bên kia là tòa nhà Lotte khá là đẹp và đêm lung linh. Ở đây thì em Hải sẽ cập nhật gửi tới quý cô chú anh chị mình về giá vàng luôn nhé, giá vàng và giá ngoại tệ để mọi người có thể tham khảo sau. Dạ vâng, thì cụ thể như sau. Đối với giá vàng miếng SJC ngày hôm nay thì mua vào với giá là 78.300.000 đồng và bán ra với giá là 79.800.000 đồng. Còn đối với thương hiệu vàng Doji Hồ Chí Minh, mua vào với giá là 78.300.000 đồng và bán ra với giá là 79.800.000 đồng. Còn đối với BNG Hồ Chí Minh, mua vào với giá là 78.300.000 đồng và bán ra với giá là 79.800.000 đồng. Còn đối với thương hiệu vàng SCC Phú Quý thì cũng mua vào với giá là 78.300.000 đồng và bán ra với giá là 79.800.000 đồng. Còn đối với SCC Bảo Tiến Minh Châu, mua vào với giá là 78.300.000 đồng và bán ra với giá là 79.800.000 đồng. Còn SCC của Mi Hồng, mua vào với giá là 78.300.000 đồng và bán ra với giá là 79.800.000 đồng. Dạ vâng, thì ngày hôm nay thì quý cô chú anh chị mình có thể thấy là đối với giá vàng SJC thì đã giữ nguyên trên tất cả các thương hiệu mà Hải gửi tới quý cô chú anh chị mình, cả chiều mua vào và chiều bán ra với giá là 78.300.000 đồng, với chiều mua vào và chiều bán ra với giá là 79.800.000 đồng. Dạ, thì tiếp theo em Hải sẽ cập nhật cho mọi người gửi tới quý cô chú anh chị mình về giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng như là giá vàng nữ trang SJC nha. Cụ thể như sau. Đối với giá vàng nhẫn từ 1 chỉ tới 5 chỉ, mua vào với giá là 76.250.000 đồng, tăng 100.000 đồng đối với chiều mua vào, bán ra với giá là 77.550.000 đồng. Còn đối với vàng nữ trang 4 số 9, mua vào với giá là 76.100.000 đồng, bán ra với giá là 77.100.000 đồng. Còn đối với vàng 24K, mua vào với giá là 74.337.000 đồng, bán ra với giá là 76.337.000. Còn đối với thương hiệu vàng nữ trang 18K, mua vào với giá là 55.481.000, bán ra với giá là 57.981.000. Dạ vâng, thì đây là giá vàng nữ trang cũng như là giá vàng nhẫn ngày hôm nay. Em Hải muốn gửi tới quý cô chú anh chị để mọi người có thể nắm mắt được tình hình kinh doanh đầu tư nhé. Dạ, thì tiếp theo thì mình sẽ cập nhật về một số ngoại tệ em Hải gửi tới mọi người. Và hôm nay thì em Hải thấy là đối với giá ngoại tệ hôm nay nhìn có vẻ là khả quan, có chiều hướng đi lên. Dạ, cụ thể như sau. Đối với USD của thị trường tự do ngày hôm nay thì có chiều hướng đang đi lên nha quý cô chú anh chị mình. Thì cụ thể như sau, đối với USD ngày hôm nay mua vào với giá là 25.648 đồng, bán ra với giá là 25.745 đồng. Còn đối với đô la Úc thì ngày hôm nay có vẻ chiều hướng đang đi xuống, đó là đi xuống
bây giờ với giá mua vào là 16.671 đồng, bán ra với giá là 16.771 đồng. Còn đối với bảng Anh thì hôm nay đã có chiều hướng đi lên, bảng Anh mua vào với giá là 32.378 đồng, bán ra với giá là 32.608 đồng. Còn đối với Euro ngày hôm nay mua vào với giá là 27.843 đồng, bán ra với giá là 27.963 đồng. Còn đối với đô Canada ngày hôm nay thì đang có chiều hướng đi xuống, mua vào với giá là 18.437 đồng, bán ra với giá là 18.537 đồng. Dạ vâng, thì ở đây là em Hải vừa cập nhật gửi tới quý cô chú anh chị các bạn những cái thông tin mới cũng như là giá vàng và tỷ giá ngoại tệ gửi tới quý cô chú anh chị các bạn mình nhé. Thì bây giờ em Hải mời tất cả mọi người mình cùng đi dạo đêm cùng với Hải tiếp nhé. Bây giờ mình sẽ qua cầu và đi bên kia. Đây, hiện tại thì mình đang đi trên cầu Bộ Hành cả nhà. Đây, mình thấy là cầu rất là sạch sẽ luôn. Đứng ở đây thì mọi người có thể ngắm khu vực bên bờ hồ này. Đây, mọi người đang câu cá uống cà phê đây. Đây bên dưới này mọi người, đây là cái nhà vệ sinh công cộng. Đây, bên này bờ hồ cô chú anh chị mình đang đi bộ tập thể dục. Bây giờ thì Hải sẽ đi ra khu vực bờ hồ này quay cho mọi người cùng xem nhé. Khá là hay và thú vị nhé. Thật sự là lâu rồi mình mới ở lại đêm tại Hà Nội. Thật sự Hà Nội thì mùa này mình ở khá là phù hợp, nhưng mà đến cái mùa kia mọi người nó lạnh quá thì đôi khi mình không dám ở luôn ấy. Mùa đông nó lạnh ghê luôn. Mọi người có thể đi về bên trong này, mọi người để Hải vào đây quay cho mọi người xem nhé. Khu vực này cũng tương đối là đẹp. Ở mọi người có phun nước luôn nha. Đấy, tôi có chú ý chị mình đêm này có phun nước này. Đấy, cũng view đây cũng tương đối là đẹp. Hà Nội thì bây giờ nó đã thay đổi tương đối là nhiều so với ngày trước. Đây, tôi có chú ý chị mình thấy này. Rồi, bên này thì mọi người đang câu cá. Ở view kia là view Lotte. Nhớ không nhầm là cái tòa nhà này là cái tòa nhà hình như là nó cao nhất thì là sao? Cái tòa nhà Cang Nam nó không nhớ rõ lắm. Ở bên này thì mọi người đang ngồi uống cà phê này. Bây giờ mình trở ra đường chính thôi. Nguyễn Chí Thanh. Đây, bên này thì là điểm con rừng xe bớt này. Đấy, cứ chú anh chị mình. Ở đây thì cũng có xe đạp luôn cả nhà đây. Đấy, ở đây cũng có xe đạp mà mọi người có thể lấy xe đạp đi dạo dạo cũng khá là thú vị nhé. Có ơi đi xe đạp không? Đi xe đạp không? Đấy, cũng khá là thú vị khi mình về với Hà Nội mà có những cái dịch vụ xe công cộng như thế này rất là hay. Ngoài xe đạp ra, quý cô chú anh chị mình có thể thuê xe máy tại những khách sạn mình đang ở hiện tại, người ta cũng sẽ hỗ trợ mình thôi. Thì những khách sạn Hải thuê thì người ta một ngày tôi lấy có 130.000 thôi, cũng tương đối là rẻ. Ngày trước Hải thấy thuê xe máy mắc nhất thì vẫn là ở Phú Quốc. Đấy, xe cộ đi lại rất là nhộn nhịp. Với các chú anh chị mình thấy là bên này là một cái cửa hàng bán trái cây nhập khẩu, và cụ thể đây là bán cherry Mỹ đấy. Đấy, không biết là giá bao tiền. Hiện tại mình đã có mặt tại đường Phạm Huy Thông. Ở chút này đường Hà Nội thì Hải không dành cho lắm đâu, nên tiện đâu thì Hải qua đấy và giới thiệu cho mọi người thôi.
bia ăn uống này. Ôi giời, kem dừa này, trà sầu riêng này, thạch dừa này. Rồi bên này là bia hơi Hà Nội. Đấy, sau đó khu vực này khá là nhiều, bên trên kia là Vincom. Hôm nay thì Hải sẽ quay khu vực Vincom gửi cho mọi người cùng xem luôn. Nếu mình đi thẳng lên là tới đến đường Trần Duy Hưng. Đấy, khu vực này là bún dọc mùng này, rồi thạch dừa, bến tre, chè sầu riêng. Đấy, khu vực này ăn uống tàu hủ, chân trâu, kem bơ. Mọi người thấy thực sự là cũng là thiên đường ăn uống luôn về đêm tại khu vực này. Từ mọi người, Vincom ở đây đẹp lắm nhá. Đây, thưa các chú anh chị mình thấy đây, ngay cái chỗ tòa nhà Rod ấy, khá là đẹp. À vâng, thì những năm gần đây thì quý cô chú anh chị có thể thấy là Hà Nội thay đổi rất là nhiều. Đấy, những cái tòa nhà cao tầng mọc lên san sát nhau nhiều lắm. Đấy, bên này thì bán yến xào này, yến xào Sài Gòn. Đấy, bên này là Hồng Lam, tinh hoa cò Việt. Đấy, đa dạng. Đấy, sắp trung thu mọi người, đang bán đồ trung thu khá là nhiều. Bên này là cửa hàng điện thoại. Ở đây khu vực này là cửa hàng FPT. Ở bên kia là mắt kính Việt Tiến hay là kính mắt Việt Tiến ở khu vực này. Và thấy là bên này dọc dọc khu vực này thì đang xây thêm. Ở mọi người đây này có những cái bình nước có SM xanh. Họ để đây cho những anh em tài xế xe công nghệ cũng như là cô chú anh chị mình không có điều kiện thì có thể qua đây lấy nước. Ở đây khu vực này, đây, cô chú anh chị mình thấy những cái tòa nhà đang trong quá trình hoàn thiện rất là đẹp. Ở Hà Nội này thì Hải thấy là mọi người di chuyển xe buýt cũng khá là ok đấy, xe buýt cũng nhanh, nhất là xe buýt của xe của Vinbus. Nhiều khi giá rẻ không à, nhiều cái tuyến nó còn cho không đi không mất tiền cơ. Quý cô chú anh chị mình ra Hà Nội thì mọi người thì trải nghiệm thử nhá. Đây, bên này thì quán nơi này có thấy táo seafood này, buffet BBQ đa dạng, rất nhiều món ăn. Đây, còn bên này là bệnh viện đa khoa Bảo Sơn 2, bên này là nhà hàng núi phố núi này, góc view đây cũng khá là chill chill luôn. Và bên này là cái tòa nhà Vincom khá là đẹp. Đây, quý chú chị mình thấy này, khá là rực rỡ luôn. Sao á? Dạ vâng, thì đến đây thì em Hải xin phép được dừng video clip ở đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã đồng hành cùng với Hải. Và hẹn tất cả mọi người ở một video tiếp theo nha.